còn nghĩa rải hoa cũng vậy là nói công đức đem chánh pháp mà giảng dạy lợi ích chúng sinh thấm nhuần khắp tánh chân như bố thí trang nghiêm thứ hoa công đức này phật thường khen ngợi cứu cánh hằng còn không bao giờ héo tàn nếu ai rải hoa như thế sẽ được phước báo vô lượng nếu nói phật dạy chúng sanh cắt xén bông hoa tổn thương thảo mộc cho được hoa để rải thì thật là vô lý vì sao thế vì người giữ giới thanh tịnh thì tất cả sông la vạn tượng trong trời đất cũng không xúc phạm. Khi lầm phạm còn có ăn năn huống chi là dạy cố phá tịnh giới, tổn thương vạn vật để cầu phước báo, muốn lợi lại thành hại, há có như thế sao? Lại nữa, nói luôn luôn đốt đèn sáng là ý nói cái tâm chánh giác tỏ suốt, ví cũng như đèn sáng. Cho nên ai muốn cầu giải thoát phải lấy thân làm đài, tâm là tim, các giới hạnh làm dầu, trí huệ tỏa suốt làm lửa, thường thắp đèn chân chánh giác, chiếu phá tất cả vô minh ngu tối, hay dùng pháp này lần lượt khai thị dẫn nhau, tức là một ngọn đèn mồi ra trăm ngàn ngọn, cứ như thế mãi mãi vô cùng, nên gọi là vô tận đăng. Xưa có Phật tên là Nhiên Đăng, ý nghĩa Nhiên Đăng là thế chúng sanh ngu si chẳng rõ lối nói phương tiện của như lai luôn làm theo sự đắm chấp việc hữu vi bèn dùng các thứ đèn dầu thế gian đốt lên luống soi nhà trống rồi bảo làm đúng theo kinh há chẳng lầm lắm sao vì sao thế vì phật phóng một đạo hào quang trắng ở giữa hai chân mày có thể chiếu suốt mười tám ngàn cõi nước phương đông há đợi nhờ đèn dầu thế gian leo nheo như thế để làm lợi ích gẫm xét cái lý phải chẳng thế sao lại nữa sáu thời hành đạo nghĩa là nói nơi sáu căn luôn luôn thực hành phật đạo tu các hạnh giác điều phục sáu căn mãi mãi không hở gọi là sáu thời còn quanh tháp hành đạo chữ tháp nơi đây làm ám chỉ cho thân tâm đó nghĩa là thường sanh giác huệ tuần sát thân tâm luôn luôn chẳng hở gọi là quanh tháp các bậc thánh đã qua đều nhờ thực hành cách ấy mà được niết bàn. Người đời nay chẳng rõ lý này, chẳng thực hành nơi tâm, chỉ chấp trở ra mà tìm, đem cái thân chướng ngại đi quanh tháp thế gian ngày đêm lũ lượt, luống uổng nhọc công, đối với chân tánh không chút lợi ích. Còn nói ăn chay phải càng thêm để ý, nếu chẳng rõ lý này thì càng nhọc công vô ích. Chữ chay ở chữ hán là chữ trai, mà chữ trai lại từ chữ tề mà biến, nhưng chữ tề cũng như nghĩa chữ bình, nghĩa là tề bình thân tâm, chẳng để tán loạn. Chữ ăn nơi đây cũng như nghĩa chữ giữ, nghĩa là giữ các giới hành, đúng pháp tu hành, ở ngoài phải ngăn ngừa sáu tình, ở trong phải chế ngự ba độc, siêng giác sát, tịnh thân tâm, biết rõ nghĩa này mới gọi là ăn chay. Lại nữa Chữ ăn ở đây có năm nghĩa. Một, ăn là vui với pháp, nghĩa là giữ y chánh pháp, hoan hỷ vân làm. Hai, ăn là vui với thiền định, nghĩa là trong ngoài lặng suốt, thân tâm vui đẹp. Ba là ăn bằng suy nghĩ, nghĩa là thường nghĩ chư Phật, lòng miệng như nhau. Bốn là ăn bằng nguyện, nghĩa là đi đứng nằm ngồi, thường cầu nguyện lành, năm là ăn bằng giải thoát nghĩa là tâm thường thanh tịnh chẳng nhiễm tục trần năm nghĩa ăn này gọi là ăn chay nếu ai chẳng nhận năm nghĩa chay tịnh này mà tự hào là ăn chay đều là làm việc vô lý cần nhất phải dứt cho được cái ăn mê muội nếu phải va chạm gọi là phá trai nếu đã phá trai sao gọi là được phước đời có người mê chẳng rõ lý này thân tâm phóng túng theo các nghiệp ác, tham dục buông tình, chẳng biết xấu hổ, chỉ ăn được ba thứ rau cải rồi tự hào là ăn chay thì thật là phi lý. Còn nói lễ lạy theo phép thì ở trong phải tỏ thông lý thể, ở ngoài thì tùy sự quyền thông. Lý có khi phải hiện, có khi phải ẩn. Biết được nghĩa như thế mới gọi là y theo pháp. vả chăng, lễ nghĩa là kính lạy nghĩa là phục nghĩa là cung kính chân tánh hàng phục vô minh đó là lễ bái nếu có thể dứt trừ lòng ác thiện niệm hằng giữ tuy chẳng hiện tướng nhưng đó mới thật là lễ lạy tướng là pháp tướng thế tôn muốn làm cho người đời tỏ lòng khiêm tốn cũng dạy lễ lạy nên ở trong khuất phục ngoài hiện kim cung nêu cái bên ngoài để rõ bên trong tánh tướng như nhau nếu không căn cứ trên lý pháp, chỉ chấp tướng bề ngoài mà cầu, trong thì mở cửa ba độc, thường làm nghiệp ác, ngoài làm ra tướng ghê gớm, trá hiện oai nghi, chẳng khỏi luân hồi, há thành công đức. Hỏi, như kinh ôn thất nói, tấm gội chúng tăng phước đức vô lượng, đó rõ ràng dựa vào sự pháp mới thành công đức. Nếu là quán tâm, có thể tương ứng được sao? Đáp, Nói tắm gội chúng tăng cũng chỉ là một thứ ẩn ngữ, chớ phải đâu bảo làm theo sự tướng thế gian. Đức Thế Tôn thường vì các đệ tử mà giảng kinh ôn thức, để cho họ thọ trì, phép tắm gội nên mượn việc thế gian để ví dụ. Mật nói công đức của cúng dường sau đây, một là nước trong, hai là nhóm lửa, ba là xà phòng, bốn là bàn chải, năm là phấn bột, sáu là dầu ướp bảy là áo lót dùng bảy việc này để ví dụ cho bảy pháp tất cả chúng sanh theo bảy pháp tấm gội trang nghiêm này thì có thể trừ được tâm độc vô minh dơ bẩn bảy pháp ấy là một dùng tịnh giới gội rửa mê lầm cũng như dùng nước trong gội rửa bụi bặm hai dùng trí huệ quán sát trong ngoài sáng suốt cũng như nhấm lửa nấu nước trong ba lừa lọc các điều ác, cũng như xà phòng, rửa sạch dơ bẩn. 4. Chân thật dứt trừ vọng tưởng, cũng như bàn chải hay làm sạch miệng hôi. 5. Chánh tính quyết định không nghi, cũng như phấn bột, dùng để xoa trong ngoài thân, có thể ngăn ngừa các chứng phong ngoại cảm. 6. Nhu hòa nhẫn nhục, cũng như dầu ướp, là thông nhụm mặt da. 7 biết hổ thẹn ăn năn các nghiệp ác cũng như áo lót mình để che khuất bớt các chỗ bất tiện trong cơ thể hạng tỳ kheo lúc đó thông minh lanh lợi đều ngộ ý nhanh theo chỗ nói mà tu hành công đức thành tựu đều chứng quả thánh chúng sanh đời nay không rõ tự sự đem nước thế gian để tắm rửa cái thân tứ đại mà tự cho làm theo kinh như thế há chẳng lầm lắm sao vả lại tánh phật chân như đâu phải thứ có hình. Phiền não bận nhơ, bổn lai không tướng. Há có thể đem nước vật chất để gội rửa cái thân vô vi được sao? Trên sự chẳng tương ưng, làm sao ngộ được đạo? Hỏi, kinh nói chỉ chí tâm niệm Phật, tất được vãng sanh về cõi cực lạc. Chỉ một môn này là được thành Phật, đâu cần phải quán tâm để cầu giải thoát. Đáp, niệm Phật nghĩa là phải niệm chánh, nghĩa rốt ráo mới là nghĩa chánh, chẳng rốt ráo là tà. Nếu niệm chánh tức được vãng sanh, niệm tà làm sao đến được? Phật nghĩa là giác, nghĩa là giác sát thân, đừng để khởi ác. Niệm nghĩa là nhớ, nghĩa là giữ giới hạnh, đừng vọng tinh tiến. Cần rõ nghĩa như thế mới gọi là niệm. Nên biết niệm ở nơi tâm, chớ chẳng phải ở miệng mượn ngôn ngữ để cầu ý, được ý phải quên lời. Đã nói niệm danh hiệu Phật cũng phải biết cái đạo niệm Phật. Nếu tâm không thật, miệng niệm danh hiệu suông, ba độc lấy lừng, chấp mình chấp người cả bụng, dùng cái tâm vô minh vọng cầu thấy Phật, luống uổng tốn công. Đến như tụng với niệm cũng khác nhau, ở miệng gọi là tụng, ở tâm gọi là niệm, nên biết niệm từ tâm khởi gọi là môn giác hạnh còn tụng ở miệng là tướng âm thanh chấp tướng cầu lý thì thật là không phải phải biết các thánh xưa tu hành đều không phải nói bên ngoài mà luôn luôn phải lấy tâm làm chủ vì tâm là nguồn cội vạn pháp tâm là chủ của muôn đức vắng lặng thường vui đều bởi ngừng vọng ba cõi luân hồi cũng từ tâm khởi tâm là cửa của cuộc đời tâm là bờ giải thoát biết được cửa tâm rồi lo gì khó thành. Người nay thấy biết nông nổi, chỉ biết sự tướng làm công, hao phí của cải, tốn thương vạn loại, luống công xây đắp, gom